This is how it's gonna be. This is what you think of me. It's going down like I told you. This is how it's gonna be. I'll be the last man standing here. I'm gonna rock you. Bao mùa xuân em mới lấy chồng được chưa? Anh nhớ hồi đó em nhỏ con vô cùng mà sao giờ đây em tươi quá chừng gì ta? Em như hoa hậu chưa mấy cầu để đón em, lưu thân lên thâu cho nấu thân cực tệ. Về nhà mình sống đời mình sống có gì mà cười chê, chuyện gì mà khó qua đã có anh rồi. Và cuối cùng chiến ở trên lòng now.
Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng, chồng đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng dinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sang anh mang bưng theo cạo châu. Mãi mãi không đổi thay, tình này nguyện trao em đắm say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Nếu như một ngày em buồn, anh sẽ làm ca bầu trời để cho em thấy không chơi dời. Thank you.
xô bộ, mệt mỏi lo toan anh bước lại thành phố. Nơi yên bình vẫn là đất miền Tây, nhà em đủ ấm để anh không bỡ ngỡ, vừa đủ nồng để là khách bơ vơ. Nên anh ơi nơi đây có em chờ, đừng lo sợ khi trong tay chưa có gì, rụng đồng nhà em bao la và bát ngát. Anh chịu hợp tác thì hai ta cùng phiêu bạt. Lo măng ăn không là tiêu, anh em chia
cũng xin trình với tưởng đọc qua nhà gái thì là ta đến để xin trường cái lễ nhập gia. Rồi để cùng mình giới thiệu trong hai cái gia đình để cho hai bên dễ trao đổi. Thì xin phép với ông, như nhà trai đến thì đó là xui, anh xui bà xui đấy biết rồi. Đây là ông bác của cháu rể, đây cũng là ông của cháu rể, tôi là dượng cháu rể. Thì bên để giới thiệu cho trong cái gia đình nặng còn cụ á. Là mẹ của cô dâu, còn bên đây là bác của cô dâu. Bên đây là bà đó. Còn bên bà đây còn bà nội của ngoại. Bà ngoại ngồi kế bên bà ngoại. Dạ dạ. Còn bên kia bà cô, bà cô. Thì thôi như vậy hai bên mình cũng ấy rồi. Dạ. Xin phép cho để mình tiến hành làm lễ. Thì kính thưa thân tộc và lưỡng tộc của bên nhà gái, qua sự thống nhất của hai cái gia đình cũng chọn một ngày lành tháng tốt làm cái lễ vui cho con. Chân vậy kính thưa bên tưởng tộc nhà gái, đàn trai đến có mang theo một số phẩm vật gồm có phẩm và có là hai quả bánh vật, rồi còn có là năm quả vật để trình lễ, nhờ bên nhà gái chấp thuận để cho tiến hành làm lễ. Xin thay mặt nhà gái nhận lễ. Rồi trình lễ rồi bằng bên đây thì nước này thôi lấy đi. Bây giờ mới thượng thầy coi á, là hoa quả gì đó đem để lên bàn thờ hai bên. Bên nào thì ở dưới này trên bàn thờ. Nhà gái để cho phép tiến hành làm lễ. Trước là tôi trình một cái lễ thỉnh y và chỉnh y để cho cháu rể nó vô trang phục cháu dâu để ra làm lễ. Nhưng vậy cho phép nó vô để trang phục cho cháu dâu. Con vô bây giờ vô phòng hướng dẫn nó vô rằng nó trang phục. Con đi vô trống đi. Còn mà cái đó con để đó. Bông con đẻ nó đi, vô trọng đi. Cũng xin truyền với nhà gái. Nhưng vậy thì nhà trai để cho cháu nó số nữ trang gồm có là một đôi bông và một sợi dây đứt chiếc vòng tay là một cặp nhẫn. Xin đình bên nhà gái và với số tiền thông dụng tiệc nước bữa nay là 5 triệu trình mấy cụ. Như giờ 24 và 24 nói luôn để... Bây giờ về đeo hay nó tự nó đeo hay là xui đeo cho con. Mà tôi thấy cái này thôi giờ hai chồng nó đeo thì được rồi. Nè giờ đem lên trển cho nó đeo. Cười
Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui rất khó, đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, bao giờ hay hứa trọn đời yêu anh.
trông theo để rồi ngày nhớ đêm mong. Anh chợt phát hiện ngoan, lòng em bỗng thấy xuyên sao. Vui những lúc được bên anh, tim em hạnh phúc đắm say nghẹn ngào. Đậm đường nhau nên duyên trong cao, nắm tay từ khi ban đầu. Dù cho ta nhiều khó hay sáng sơ, tay ấm môi kề vẹn tình nghĩa phù thế. Đường đời nhiều gian khó chúng ta cùng qua. Thôi lên kiều quá với anh, đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Còn ông từ làng bên đã kết hôn kìa, em ok là anh sẽ rước em về. Mình thừa ba má tính cái chuyện cầu cao, một lòng son sắc nguyện trọn đời mình bên nhau. Xinh tươi hồn nhiên lứa tuổi trăng tròn, anh 25 tuổi xuân cũng đã hao mòn. Bảo phong ba chẳng lo ta sát giai kề, thật tha chất phát đầm tình chàng trai quê. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Quê hương anh đồi xanh bát ngát yên bình, quê hương em cỏ hoa thơm ngát hương tình. Xe tôi duyên thành đôi hai đứa chúng mình, mang kiều hoa anh tới đưa nàng mà về dinh. Em xinh tươi hồn nhiên lứa tuổi trăng tròn, anh 25 tuổi xuân cũng đã hao mòn. Bảo phong ba chẳng lo ta sát giai kề, thật tha chất phát đầm tình chàng trai quê. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Quê hương anh đồi xanh bát ngát yên bình, quê hương em cỏ hoa thơm ngát hương tình. Xe tôi duyên thành đôi hai đứa chúng mình, mang kiều hoa anh tới đưa nàng mà về dinh. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Thân tộc và lưỡng tộc của hai họ để cho tình cho cháu nó làm cái lễ gia tiên.
chồng. Thôi để uống miếng rượu để cho mình chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Con đứng đây con bưng rượu, con mời hai mấy ông đi. Bưng rượu mời con nè. Cho nó để nó mời. Rồi cứ bưng vô con cũng bưng luôn nữa. Con mời bệnh. Còn mà con mời bên đây. Bên đó là ông giới thiệu cho nó biết. Đây cũng ông của con không à? Ngồi đó từ để chúc phúc cho hai cháu nó được trăm năm. Đúng là hai đến thời gian đưa cho cháu nó về bên chồng. Tôi để uống rượu chúc phúc cho hai cháu nó được trăm năm. Rồi con cầm con mời bên đây. Rồi con nay mời bên đây như nãy vậy đó. Rồi để nó đi con. Rồi uống miếng trượng trưng đi. Bên đó, con bên đây, con mời đó. Rồi con mời mấy cụ này đi. Rồi con mời bên đây đi con. Con này nó chúc phúc cho hai trẻ nó được trăm năm. Bên đây đưa mẹ, rồi cầm lên đưa hai tay đàng hoàng nha con. Mời mẹ. Hai xôi uống cạn ly nha, chứ không phải rượu này không uống nửa ly à. Cạn ly đi. Ngon quá ngon, uống cạn ly. Cạn ly luôn. Uống sao vậy? Rồi xá đây ra, xá mẹ, xá mình đây, xá, xá đi. Rồi bưng cái khay qua đây. Cũng như nay đưa cháu nó về đến nơi thì thôi để uống miếng rượu để chúc phúc cho hai đứa nó được trăm năm. Rồi mời bữa nay con mời bển. Hai ông uống được không? Không uống nói. Uống cho hết luôn, vô. Rồi vậy không? Thì coi như cái nghi lễ tiền gia tiên và cô bác hiện tiền đến đây kết thúc. Thì coi bạn ngoại rồi mình mời mấy ông. Rồi vậy đi con, để đó đi. Họ đã có mặt tại bữa tiệc tân hôn của đôi quê hương Chí Đại và Ngọc Quyên. Lời nói đầu tiên Thúy Vân xin mạn phép thay mặt cho gia đình chủ hôn nhà trai, thay mặt cho dịch vụ tiệc cưới Trọn Gói Long Giang cùng với âm thanh Tùng Anh xin được gửi đến tất cả quý vị khách quý lời mến chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta thì vạn vật luôn nở hoa, đất trời luôn hòa hợp. Chính vì lẽ đó mà con người cũng có những cung bậc của tình yêu, những thăng hoa của tình cảm để viết nên những câu chuyện tình thật đẹp trong cuộc sống. Cái thở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm đâu dễ mấy ai quên. Trải qua một thời gian dài quen biết, tìm hiểu và yêu nhau, thì ngày hôm nay con thuyền tình yêu của đôi quyên ương đã về đến bến bờ của hạnh phúc. Thuyền tình đã cập bến mơ, đưa người lý tưởng vào bờ yêu đương. Vâng, và ngay giờ phút long trọng này đây, Thúy Vân tin chắc rằng tất cả quý vị cũng đang háo hức đón chờ để nhìn thấy đôi quyên ương của chúng ta. Và ngay giờ phút này, xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt về sân khấu và dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón đôi quyên ương đẹp nhất, hạnh phúc nhất và rạng ngời nhất. Đại như hôm nay thì đôi quyên ương không thể
dỗ cũng như là phát hành của hai bên gia đình. Thì giờ đây Thúy Vân xin mời hai bên chủ hôn gia đình sẽ tiến về sân khấu để ra mắt tất cả quý vị khách quý ạ. Về phía chủ hôn nhà trai, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Chí và bà Nguyễn Thị Trinh là song thân của chú rể. Xin trân trọng kính mời ông bà tiến về sân khấu. Giờ đây đại gia đình hạnh phúc đã có mặt trên sân khấu, xin phép cho đại gia đình được gửi đến tất cả quý vị khách quý cùng quan viên hai họ lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng. Bởi vì công ơn cha như núi cao vời vợi, nghĩa mẹ đầy như biển rộng sông sâu, cho dù có đi nơi đâu, công ơn cha mẹ khắc sâu trọn đời. Và giờ đây, để tỏ lòng hiếu kính đối với cha mẹ hai bên, Đô Quyên Hương sẽ lần lượt dâng những ly rượu hiếu thảo đến cha mẹ. Giờ đây xin mời Đô Quyên Hương sẽ dâng rượu đến cha mẹ của chú rể. Và ngày hôm nay sự có mặt đông đủ và tràn đầy tình yêu thương của tất cả quý vị khách quý cùng với quan viên hai họ là niềm vui, niềm hạnh phúc đối với gia đình. Một lần nữa Thúy Vân xin mạn phép thay mặt cho gia đình chủ hôn nhà trai xin được cảm ơn tấm chân tình của tất cả quý vị khách quý cùng với quan viên hai họ đã nhấn chút thời gian quý báu của mình để cùng đến đây chung vui với gia đình trong ngày vui, ngày hạnh phúc trọn đại. Và trong lúc tiếp đón cũng như là chiêu đãi sẽ khó tránh điều sơ sót, thì kính mong quý vị hãy vì tình thương mến đối với gia đình mà bỏ qua cho. Giờ đây Thúy Vân cùng với đại gia đình xin được chúc tất cả quý vị khách quý có một buổi tiệc thật vui tươi và ngon miệng. Giờ đây xin mời hai bên gia đình thông gia sẽ trở về bàn tiệc để tiếp đại những vị khách quý có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, và Đô Quyên Hương sẽ ở lại sân khấu. Giờ đây xin mời Đô Quyên Hương sẽ tiến về thắp ly và thực hiện nghi thức khai rượu tình yêu. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak in that very moment. I found the one and my life I found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have it all, you look so beautiful.
You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. Thì cũng sẽ có những món quà trao cho nhau, nhưng mà lúc đó thì chỉ có hai người biết mà thôi. Giờ đây trước sự chứng kiến của tất cả quý vị khách quý cùng với những người thân yêu của mình, thì chú rể Chí Đại sẽ chứng minh tình yêu của mình với cô dâu Ngọc Uyên, rằng anh sẽ luôn yêu thương, quan tâm chăm sóc cho cô dâu đến hết cuộc đời bằng một việc rất đơn giản mà lại ý nghĩa trong ngày hôm nay, đó chính là trao cho cô dâu một món quà đặc biệt trong ngay tại sân khấu này. Quý vị có biết món quà đặc biệt đó là gì không ạ? Dạ vâng, đó chính là một nụ hôn thật nồng cháy ạ. Và nụ hôn của đôi quê hương không thể nào thiếu đi những tràng vỗ tay của tất cả quý vị. Bởi vì quý vị vỗ tay lâu đến đâu thì đôi quê hương của chúng ta sẽ hôn nhau lâu đến đấy, có được không ạ? Dạ vâng, và giờ đây xin mời đôi quê hương đứng quay mặt vào nhau ạ. Giờ đây xin mời tất cả quý vị hãy cùng chụp mắt. Chú rể ơi, ông đó. Để tiếp nhận những lời chúc phúc đến từ quý vị khách quý. Còn đang cay cay có hàng giữa mắt trai gái làm chắc phát thiệt tha, có anh và em sớm mong hai đứa chung một nhà. Nhìn nè nhìn nè, bên cái sông đám cưới thiệt to, đầu pháo du vi hai bên họ chúc nhau rộn ràng, tiếng hò tiếng hát nghe thấm tình ai gửi trao nhau. Em thấy nôn nao, anh ơi anh tính thế nào? Về làm dâu miền Tây, em muốn về làm dâu miền Tây. Có thương là thương cho trọn, em ngại gì sớm nắng chiều mưa. Thương anh dù cho cách trở, vẫn một lòng chung thủy sắt son. Thương em anh đừng sợ khổ, có em là anh sướng nhất luôn. Ơi là ơi hò ơi, có con sông nước chảy đôi bờ. Ơi là ơi hò ơi, nhịp cầu tre lắc léo đưa dâu. Rước em về nhà anh mau mau, chẳng ai đang lấp ló đứng chèo ở đầu ghe. Em thấy rộn ràng nghe hương thơm của lúa chín với cánh đồng thật bao la từ tình cảm lứa đôi mình. Em bỏ lại phồn vinh quen đi chốn xa hoa, miệt vườn thắm đượm tình về gọi em là cô ba. Cô ba nón lá ô bà ba, không cần phải lấp lánh thưa cô ba cài lạ hoa. Về miền Tây đất nở phù sa, con nước vẫn xuôi dòng điệu lý bài ca. Ơi hò ơi, mình xây đắp nên duyên tình, mặc kệ bố ồn ào chỉ yên mình cho riêng mình. Mỗi ngày gà gáy tiếng anh đang ngoài bờ đê, việc nhà và bếp núc đến hoàng hôn lại trở về. Anh ơi ngày phu quy khắp cả sống đều tưng bừng, nguyện trăm năm đầu bạc chứ không có mà lưng chừng. Trường anh đưa em xuống thăm miền Tây, có cánh đồng xanh, có con trâu còn đang cay cay, có hàng giữa mắt trai gái làm chắc phát thiệt tha, có anh và em sớm mong hai đứa chung một nhà. nhìn nè bên kia sông đám cưới thiệt to, đốt pháo du quy hai bên họ chúc nhau rộn ràng, tiếng hò tiếng hát nghe thắm tình ai gửi trao nhau. Em thấy nôn nao, anh ơi anh tính sao hả? Về làm dâu miền Tây
cách đỡ vẫn một lòng chung thủy sắc son. Thương em anh đừng sợ khổ, có em là anh sướng nhất luôn. Ơi là ơi hò ơi, có con sông nước chảy đôi bờ. Ơi là ơi hò ơi, nhịp cầu tre lắc léo đưa dâu. Rước em về nhà anh mau mau, tháng năm chờ lắm em xanh sao. Mong ước cho đôi mình thâm nghĩa tình đầu bạc răng long. Rước em về nhà anh mau mau, tháng năm chờ lắm em xanh sao. Mong ước cho đôi mình thâm nghĩa tình đầu bạc răng. Con nhà người ta đi tay bé tay bông sập sình nghiêng nghe em đâu có khoe nhanh lúc mình nhẹ giấc như là em luôn á bờ lao xanh mà tình em cũng xanh anh đời có thích thì hốt em về nhanh nhanh đừng tìm đâu xa em đây vẫn chưa có người yêu vài chục năm nay chưa ai hỏi thăm đôi lời sống trên làng bên môi hồng cho anh mừng đất anh trong củ khoai nắng che tay bước ra đồng mồ hôi còn ướt má hồng chưa phai bằng chân năm ngón xinh ngoan em đi trong nắng chang chang anh trông sao thấy hoang mang vì thương em nhất trong cái đám trai làng là anh chứ không ai chồng em trong tương lai mù u có chính cho tới mấy mùa thì anh vẫn đi theo em hoài ơi em cô gái bông đào em ưng anh kết đục hồng pháo hoa anh đi cùng mẹ cùng cha đưa em đi khắp miền Tây quê mình sập sình có khoe nhanh lúc mình dễ giấc như là em luôn á bờ lo xanh mà tình em cũng xanh anh đời có thích thì hốt em về nhanh nhanh đừng tìm đâu xa em đây vẫn chưa có người yêu vài chục năm nay chưa ai hỏi thăm đôi lời sống trên làng bên còn ai đang độc thân bao khi qua nhà em cho má ba em mừng khi em mùa nước
rồi nha,
hết năm nay mà không thấy tôi mách ba bà mà ngành giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai, mong một mai anh tôi mang theo điệu hò đưa ra. Mai đến ta về chung nhà, em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi, là ngày hai lăm ta uống rượu giáo bôi. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha, cột dây tơ duyên hai đứa thương bay ra. Anh nói mai này em sẽ nôn cùng anh, hỡi khoan hô khoan em nguyện yêu thật lòng. Mình ở bên nhau đời lại vui biết bao, cột dây tơ duyên hai đứa thương quán chạy. Em đã đem lòng yêu lấy anh ơi chàng ơi, lỡ mai về xa anh chờ em theo vơi. Mâm bàn đầy mồi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi. Xe chở cả hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ. Bông kiên vàng bạc nặng cổ, người chúc đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ. Em hỏa thì thổ, nhà là phải có ruby vì hổ. Nhớ đã hứa sẽ cưới rồi nha, hết năm nay mà không thấy là tôi mách ba bà mà ngành giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai à, mong một mai